kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, mây dông đã phát triển mạnh tại Tây Nguyên và Nam Bộ, chính là những khu vực có màu đỏ cam ở trên ảnh mây vệ tinh ngay lúc này. Dự báo ở Nam Bộ, đêm nay và chiều mai, mưa tiếp tục xảy ra. Cục bộ có những điểm mưa to, tương ứng với những nơi có màu xanh đậm ở trên bản đồ mưa, với lượng mưa là từ 25 đến 50mm. Những nơi này cũng là nguy cơ cao xảy ra sấm sét và gió giật mạnh. Về nhiệt độ, ở Tây Nguyên, ngày mai trời nắng nhiều hơn, nhiệt độ cao nhất tăng lên 30 đến 32 độ. Lui xuống Nam Bộ thì giữa trưa sẽ cảm thấy khá nóng, 31 đến 34 độ. Ở Trung Bộ, đêm nay sẽ chỉ còn tại Thanh Hóa và Vinh đôi lúc sẽ có mưa, còn sang tới ngày mai thì toàn miền sẽ nắng ráo. Ở phía Bắc, từ Thanh Hóa trở xuống tới Đông Hà dễ chịu 30 đến 31 độ, còn từ Huế trở xuống tới Phan Thiết nhỉnh hơn 31, 32 độ. Nắng cũng là thời tiết chủ đạo trong ngày mai ở khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, sang tới Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên Phủ phổ biến trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Về chiều tối thì vùng núi một vài nơi sẽ xuất hiện mưa dông. Trên biển, quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa ít mưa, trời có nắng, gió không quá cấp 4, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km, thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho một số thành phố trên cả nước vào ngày mai.